Xin chào tất cả các bạn quay lại kênh của Phùng Tấn. Hôm nay mình sẽ làm món lộ xoài hải sản. Đây thì mình dùng một quả xoài khá là to. Xoài này của mình xoài không chua nhá. Các bạn thích ăn chua thì các bạn có thể dùng cái quả xoài chua. Hoặc là các bạn mà dùng xoài chua, các bạn muốn giảm chua, các bạn cho mấy cái sợi đu đủ vào. Đấy, ăn kèm thì trộn cùng thì không bị chua đâu. Ngoài ra thì mình chuẩn bị mỗi cà rốt. Cà rốt thì mình chỉ cho điểm vào thôi. Hải sản thì mình đang dùng một con mực. Đấy, mình thái sẵn đây rồi. Và 5 con tôm. Đây còn mình dùng một ít sả, 2 cây sả, một ít gừng đập dập. Để tí nữa mình sẽ luộc tôm với mực. Ngoài hải sản với xoài ra, đấy thì mình có cái nước nộm đây rồi. Nước nộm này thì mình pha được khoảng độ chục ngày hôm nay rồi. Mình dùng gần hết. Mình cái nước nộm này các bạn pha, các bạn cứ để tủ mát thì dùng thoải mái nhé, để rất là lâu, nửa tháng thoải mái. Mình đã có video của cái nước nộm này rồi, mình không muốn quay lại. Thì các bạn nào mà xem thì rồi thì bỏ qua, còn các bạn chưa xem cái cách pha nước nộm này thì mình sẽ sau cái video mình sẽ để cái đường link ở phần mô tả, các bạn vào xem nhé. Rau thơm thì mình chuẩn bị một ít rau răm này, một ít húng bạc hà, một ít mùi ta. Đấy. Ngoài ra thì mình có một ít nạc rang rồi, mình đập dập ở đây. Và một ít vừng rang vàng. Và bây giờ trước khi làm cái này thì mình sẽ đi luộc cái tôm và cái mực. Luộc tôm thì mình cho một ít sả, ít gừng vào trước. Và một thìa cà phê bột canh vào. Sau đó mình sẽ đổ tôm vào để nắp cho nó nhanh. Thì với con tôm kích cỡ như thế này thì mình luộc nó chỉ sôi khoảng độ 3 phút là nó chín thôi. Sau khi cái tôm của mình mà nó sôi được khoảng độ 1 phút thì mình sẽ cho cái mực vào đây luôn cho nó nhanh. Mình luộc hai nồi thì nó hơi mất thời gian, mình cho vào đây cho nó nhanh tiện. Sau khi mực của mình là chín thì mình sẽ vớt ra. Tôm sẽ để thêm một chút nữa, để thêm khoảng độ nửa phút nữa, nửa phút, một phút nữa cho tôm mình là chín hẳn. Tôm thì các bạn cũng không luộc kỹ quá nhé, luộc kỹ nó sẽ quắt hết. Mình chỉ tôm mình sôi lên khoảng độ, tính từ nước sôi thì khoảng độ tầm 3 phút là được. Sau khi tôm của mình chín thì mình sẽ tắt bếp để vớt ra nhé. Tôm mực mình luộc đây rồi, mình sẽ để đây cho nó nguội một tí nữa, xong mình bóc tôm. Trong khi để nguội thì mình sẽ đi gọt cái xoài với cà rốt này. Sau khi xoài của mình gọt xong rồi thì mình đi thái. Các bạn luôn thái luôn mỏng để xong các bạn thái chỉ ra thì nó sẽ dễ hơn. Đấy, mình sẽ thái mỏng như này. Các bạn muốn kiếm được những quả xoài mà nó hạt nó nhỏ thì càng tốt, thì mình thái như này giữ được rất là nhiều cùi. Đến đây nó bắt đầu có tí hột này, sẽ xoay em này. Đấy, các bạn nhìn một thỏ xoài này, hột mỏng dính luôn. Còn mà chọn những con xoài mà hột nó dày thì nó to thì mình thái rất là ít cùi. Bây giờ mình sẽ thái nhỏ nhé. Đấy, chị. Các bạn nhớ là cái món này các bạn nên chọn quả xanh nhé. Nếu như các bạn chọn những quả mà nó hơi ơ và chín, hơi ngơn thôi, quả ra nó hơi trong thì nó rất là mềm. Xoài cùi nó mềm thì bóc nó rất hay bị nhũn. Chỉ cần một quả xoài nữa thì các bạn được một đĩa, bởi vì quả xoài này nó khá là to.
Cái này thì mình chỉ điểm vào thôi nhé, điểm cà rốt vào thôi nhé, không cho nhiều. Đấy, mình chỉ điểm vào cho đẹp thôi. Xoài mà thái ra mà các bạn mà để lâu ấy thì nó sẽ hay bị thâm. Đấy, và chính vì thế là mình sẽ cho nước vào nồi vào đây luôn để mình bóp. Bởi vì đằng nào mình cũng phải bóp hai lượt. Mình sẽ cho khoảng độ 2 muôi nhỏ nhỏ này. Nước nồi vào trước. 2 muôi, 3 muôi đi. Muôi này muôi rất là nhỏ. Mình bóp qua đi. Sau mình để đây để mình đi bóp tôm. Hay. Món này ăn khá là ngon, hơi chua chua mát mát. Ok, bây giờ mình sẽ để cái xoài đây. Thứ nhất là để cho nó ngấm. Thứ hai là mình bóp thế thì nó đỡ bị thâm cái xoài. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi bóp tôm nhé. Tôm này thì mình sẽ phải bỏ đầu nhé. Đấy, bỏ hết đầu đi. Mình bóc sạch hết cả vỏ ra. Còn cái mình không thôi. Đấy. Mình chỉ lấy mình cái này thôi. Tôm các bạn này, tôm to, tôm nhỏ các bạn bóc này là gần như là nó hết, chả còn cái gì nữa. Hôm nay thì mình sẽ dạy đôi nhé. Đấy, mình sẽ bổ đôi lên tôm. Cho bổ tôm lên tôm này. Thứ nhất là nhìn nó sẽ nhiều hơn. Đấy, thứ hai là sẽ đẹp hơn. Xong rồi mình sẽ úp cái, nếu mà trình bày thì mình sẽ úp cái mặt đỏ này ra ngọn lên trên. Và bây giờ mình sẽ quay lại với cái chậu xoài này. Thì mình sẽ bóp lại một lần qua một lần nữa. Sau đó mình sẽ chắt bỏ cái nước này đi. Mình sẽ chắt bỏ cái nước này nhé. Nước thì xoài bóp bao giờ nó ra cái nước này nó hơi thơm thơm này. Mình sẽ chắt bỏ đi. Đấy, mình cho cái nước nổ, cho nổ của mình nó sẽ ngon hơn. Các bạn nhớ là chất kỹ một chút, hoặc các bạn mà không muốn chất thì các bạn có thể đeo găng tay con vắt qua cái xoài đi. Đấy. Sau đó mình sẽ cho cái hải sản vào trong đây. Đây là cũng hơi nhiều hải sản đấy. Trộn đều lên. Và bây giờ mình lại tiếp tục mình cho cái nước nộm vào. Cái nước nộm của mình thì mình pha vừa rồi nhé, các bạn cho nhiều cũng tất đổ tất chỗ này nó không bị mặn. Cái là cho nhiều thì nó sẽ đáng phí thôi, mình cho vừa đủ. À, chỗ này mình chỉ đầy hai, vừa bóp rồi thì mình chỉ cho đầy hai cái muôi này là được. Các bạn mà pha được nước nộm thì các bạn bóp thì không sợ bị mặn nhạt, ít quá thì nhạt thôi, còn số lượng đủ với nhiều thì không sợ mặn. Nhưng mà các bạn mà bóp trực tiếp ấy, thì quá tay một tí nó bị mặn. Sau khi trộn đều cái hải sản rồi, mình sẽ cho cái rau thơm rau mùi và thôi để tắt cho nó ngon, rau thơm rau mùi vào rất là thơm. Và bây giờ các bạn nếu mà muốn cho nạc còn luôn thì các bạn lại chắc bỏ nước này đi, các bạn cho không có thì các bạn bốc ra đĩa, các bạn mỗi lượt các bạn sẽ cho mấy nạc. Mình lại nó ngấm kỹ rồi thì bây giờ mình để chắt nó nước đi để mình cho nạc vào nhé. Rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ cho nạc để cho vừng vào.
tất cho ăn ngon nhỉ. Ok, bây giờ mình chỉ việc bốc ra đĩa trình bày thôi. Bây giờ mình làm hàng một chút, mình sẽ bốc cái xoài xuống dưới và để mà hải sản lên mặt trên cho nhiều. Đấy, gọi là làm hàng đấy. Đấy, vậy là Phùng Tấn đã hoàn thành món nộm xoài với hải sản rồi. Nhìn các bạn nhìn hấp dẫn không? Rất là ngon nhá. Thì chúc các bạn thành công với món nộm xoài hải sản này. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.